Dạ, hôm nay thì Linh trễ quá thì chúng tôi xin phép không có được mở nhạc hay là những chuyện gì trước khi mà chúng ta lên video vì quá trễ rồi. Lý do kỹ thuật, chúng tôi xin phép lỗi và chúng tôi là đại biểu Ngọc Nguyễn. Trân trọng kính chào Ngài Đại Thiên Sứ Đại Đức Quốc Công, Tổng thống, Thủ khoa toàn phần, Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, Đào Minh Quân, kính yêu của dân tộc Việt Nam muôn đời, và Ngài Đệ Nhất Phu Nhân với tất cả những người Việt thương mến Ngọc Nguyễn. Và chúng ta nhanh chóng dâng lời cầu nguyện. Hôm nay là ngày 10 tháng 5 2021, chúng con và người Việt toàn cầu đồng kính lạy đấng tối cao, Thượng Đế Trời Phật và Hồn Thiên Sông Núi, kính xin bảo vệ và che chở cho chúng con, kính xin che chở cho nước Việt và đồng bào thương yêu quốc nội của chúng con được thoát họa cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá. Kính xin bảo vệ Ngài Đại Thiên Sứ Đại Đức Quốc Công, Tổng thống toàn phần, Đệ tam Việt Nam Cộng hòa Đào Minh Quân, kính yêu của chúng con và tất cả những nhà ái quốc chân chính. Kính xin cho chúng con thêm khôn ngoan, đoàn kết, nhẫn nại, can đảm, sáng suốt để cùng với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ tam Việt Nam Cộng hòa dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo đến bến bờ hạnh phúc, vinh quang trường cửu. Mọi nhà được an hưởng thái bình thịnh trị của thời Thượng Ngương Thánh Đức. Kính xin gìn giữ và tôi luyện chúng con tinh thần Việt Nam chân chính. Sống thì phải cho lẫm liệt, mà thác cũng phải đáng tự hào, bất khuất và hùng anh, đúng như gương sáng của vị lãnh đạo kính yêu tinh thần của chúng con đã tương xưng. Dạ, từ 2 tuần nay, kể từ ngày 14 tây tháng 4, hơn 2 tuần rồi chứ, bữa nay là 10 tây tháng 5 rồi, là coi như là 24 ngày rồi, là chúng ta được rất nhiều tin mà quan trọng và tốt đẹp cho đất nước Việt Nam chúng ta nói riêng và thế giới nói chung. Vì cái đơn kiện 38.000 tỷ này, bà này đó, là không những là giúp cho cái nền kinh tế của Tàu Cộng nó bị kiệt quệ và chúng ta có cơ hội làm chủ nợ của Tàu Cộng, mà còn giúp cho thế giới, những cái nước mà đang chịu cái sự mà áp lực với Tàu Cộng cũng sẽ có cơ hội thoát được cái sự kìm kẹp của cái bọn quỷ đỏ này nữa. Vì vậy cho nên chúng tôi rất mong cái ngày 14 tháng 4 2021, sau cái sự phán quyết của Tòa án Môi trường Quốc tế, thì mọi người dân Việt Nam toàn cầu nên thông tin cho nhiều người biết càng tốt, cả thế giới biết để người ta mừng. Vì đây không phải là một cái tin mừng của dân tộc Việt Nam chúng ta, mà còn là một cái thông tin, một cái thông điệp báo tin cho cái sự mà được giải thoát của những nước đang bị kìm kẹp bởi Tàu Cộng. Vì vậy cho nên ngày hôm qua chúng tôi cũng đọc lại tiểu sử hiến pháp Đệ tam Việt Nam Cộng hòa do chính Ngài Đại Đức Quốc Công của chúng ta soạn thảo bằng tất cả cái con tim của Ngài và cái trí tuệ của Ngài, để nhìn ra dân tộc Việt Nam chúng ta là một dân tộc bất khuất và không bao giờ đầu hàng bất cứ một cái thế lực nào hết. Đặc biệt là trong cái giai đoạn cận đại ngày hôm nay, thì chúng ta có được Ngài là một vị đại thiên sứ của trời đất cho dân tộc Việt Nam để cứu nguy chúng ta thoát trở thành một quần lý của Tàu Cộng. Merci, merci. Oui, merci. Au revoir. Cho nên á, không phải là một cái sự mà tranh đấu của con người, mà còn được sự hỗ trợ của bề trên. Vì cái bọn Tàu Cộng này nó là quỷ chứ nó không phải là người ta.
Cho nên nếu mà con người thì không thể nào mà tiêu diệt cái loài quỷ này được hết á. Và ngài Đại Thiên Sứ Đại Đức Quốc Công của chúng ta đã được bề trên ấn định và thông báo cho chúng ta biết về cái tên của ngài từ hàng trăm năm nay qua những cái kinh sám giảng. Thì chúng ta phải biết được là bề trên người ta lúc nào cũng nhìn trước, cũng biết trước cái con người. Bề trên làm sao mà không nhìn ra cái con người trong cái tâm con người được. Vì vậy cho nên mới chuẩn bị cho chúng ta có một ngày Đại Đức Quốc Công Tổng thống Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa Đại Minh Quân anh hùng xuất chúng như vậy. Vì chúng ta gọi ngài là một ngài Đại Thiên Sứ, nhưng không phải ngài dùng cái bùa, cái phép thuật của mình mà bề trên cho ngài để mà ngài giải quyết những cái vấn đề cho Việt Nam và thế giới, mà ngài cũng phải dùng cái trí huệ và cái sức khỏe của ngài để ngài vượt thời gian, ngài tìm ra cái biện pháp đơn giản nhất cho nhân loại. Chúng ta phải nhìn ra là ngài học cặm cụi từ 5 tuổi đến giờ, có nghỉ ngày nào đâu. Và trí huệ của ngài thì học 1 biết 10. Thì nếu mà chúng ta tính cái thời gian ngày học quá thì từ 5 tuổi đến bây giờ là 69 tuổi rồi. Thì có phải là hơn 500 năm rồi hay không? Đó. Cho nên chúng ta phải biết cái công lao đó mà chúng ta vui mừng gìn giữ những cái di sản mà ngài để lại cho dân tộc Việt Nam chúng ta, để chúng ta không bao giờ bị một cái vấn đề mà đau khổ như những cái thời gian mà đã bị Tàu Cộng mà nó tìm cách mà nó xâm lăng đất nước chúng ta. Và chúng ta cũng đã bao nhiêu lần đuổi chúng nó về phương Bắc, nhưng mà những cái vị thiên sứ đó đó, chúng tôi cho rằng mỗi lần mà đuổi ta về phương Bắc đó đều là phải thiên sứ hết mới trị nổi cái lũ quỷ đỏ này. Nhưng mà những vị thiên sứ trước đó người ta cũng như là được lệnh là đuổi ta về phương Bắc cứu nguy cái dân tộc Việt Nam, thì người ta làm xong rồi người ta đi về. Nhưng mà may mắn với chúng ta là kỳ này đó, chúng ta được cái ngài thiên sứ này đó là một cái người mà nhìn cái người dân Việt Nam đó là sao mà hiền quá đi, sao mà không có thấy được cái mà âm mưu của cái bọn quỷ đỏ này để mà bị thiệt hại một cách khủng khiếp như vậy đó. Cho nên ngài mới là phải tìm ra một cái biện pháp nào cho người dân Việt Nam cũng vẫn là hiền lành, cũng vẫn là chân chính, nhưng mà có một cái biện pháp để mà tạo ra một cái sức mạnh của dân tộc Việt Nam trước thế giới. Mình phải mạnh trước thế giới thì thằng Tàu nó mới sợ. Đó là cái điều mà chúng ta thấy được là ngay như nước Mỹ bây giờ, thằng Tàu nó cũng mới sợ nước Mỹ, mặc dù nó tìm cách để mình lũng đoạn từng các quốc gia khác để nó gây chia rẽ, nhưng mà nó vẫn phải sợ cái nước mà mạnh hơn nó. Và nếu mà chúng ta sau này cố gắng thực hiện những gì trong hiến pháp mà ngài đã cho chúng ta, để chúng ta có một cái quân lực hùng hậu trước thế giới, thì đương nhiên chúng ta không bao giờ sợ bất cứ một cái áp lực nào, đúng không? Đó, đó là cái điều mà trong hiến pháp của chúng ta, mỗi người dân phải là một người lính. Mỗi người dân Việt Nam phải to lớn, khỏe mạnh, phải nặng 80 kg, phải cao 1m8 thì mình mới bằng cái dân Tây Phương. Và chúng ta phải có trình độ học vấn ít nhất là lớp 12. Thì làm sao mà chúng ta không có thấy được những cái sự mà mưu ma trước quỷ của cái lũ quỷ này, thấy không? Đó, chúng ta là những người có của thì chúng ta phải biết giữ của, chúng ta phải biết chuẩn bị cái những đám cướp nó tới nó cướp nhà mình, hay là những cái bọn lưu manh mà nó thấy mình đi ngoài đường mà nó cướp giật chẳng hạn, thì mình phải có sức khỏe
mình phải có vỏ, mình phải có súng đó. Cái đó là một điều hết sức tự nhiên khi mà chúng ta biết chuẩn bị. Đó là trong cái bốn cái chữ là an cư tư nguy đó. Và nếu mà chúng ta biết chuẩn bị thì không bao giờ chúng ta gặp cái chuyện buồn gần hết. Ông bà mình nói rồi, cái người mà biết lo xa đó là không bao giờ gặp chuyện buồn gần hết. Tại vì mình đã lo từ xa rồi thì cái chuyện gần làm sao mà có được. Vì cho nên chúng ta nhìn ra từ tổ tiên ông bà chúng ta đã dạy chúng ta rất là nhiều điều. Nhưng mà chẳng qua với cộng sản, chúng nó không có cho các con, các cháu chúng ta nghe được những cái lời dạy vàng ngọc đó mà thôi. Còn cái thời của chúng tôi thì may mắn là khi mình đi ngủ hay còn bé là mình được mẹ ru ngủ, cho nên những cái lời ca dao đó nó ngấm vào xương tủy của chúng tôi rồi, chúng tôi không bao giờ quên hết á. Giống như là nhiễu điều phủ lý giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng, hay là đã sinh ra trong trời đất phải có danh gì với núi sông. Federico Memarete phiến lita rằng theo thọ minh nít sư tu và bộ sơ bán còn răng rê. Thành ra chúng ta mới là con cháu chúng ta bây giờ nó không có được như chúng ta. Ngày xưa đó là chỉ cần một người bố đi làm là cả nhà được bình yên rồi. Mẹ nhà lo cơm nước chợ búa, rồi bố về là có cơm sẵn ăn hết. Và con cái được săn sóc cẩn thận sạch sẽ, và có người ở nhà để mà nhắc cho các cháu mỗi lần nó làm cái gì sai là nhắc, chứ đâu phải mình nói nó một lần mình nó nhớ đó. Cho nên khi mà mình được cha mẹ rầy khuyên đó, giống như là mình được uốn nắn từ bé, thì lớn lên chúng ta mới không có làm những cái điều sai quấy. Còn cái tuổi trẻ ngày hôm nay rất là tội nghiệp, bố mẹ đi làm còn không có đủ nuôi cả nhà nữa, thậm chí các con chưa có lớn cũng phải đi làm nữa, và những đứa bé ở nhà thì nó không có ai coi chừng hết, hoặc là vất vào nhà trẻ thì lại gặp những cái bà bảo mẫu đó vô giáo dục, vô trách nhiệm, hay nói đúng hơn là nó được cái sự mà lèo lái của Tàu Cộng, không cho con cái chúng ta hiểu biết về những cái điều mà chân chính, mà nó chỉ cho biết những cái điều mà hung bạo, nó tập cho quen đi, không có thấy cái sự mà chân chính, cái sự tốt đẹp, cái sự nhân đạo. May mắn là chúng ta có được nhiều người của cái thời đại nhị Cộng Hòa nhanh chóng di tản chiến lược theo cái nền đại nhị Cộng Hòa, và chúng ta có được cái nền văn minh của nền Trung Hoa tiếp theo khi mà đến những cái vùng đất tự do. Vậy cho nên chúng ta cũng có những đứa con, những đứa cháu ở nước ngoài nó cũng hiền luôn, nó cũng nhân đạo, nó cũng tốt luôn. Thì ở trong nước chúng ta bị cái lũ cộng sản Việt Nam là cánh tay nói dài của Tàu Cộng, nó nhồi sọ con cháu chúng ta, không thấy được cái sự nhân đạo, cái sự văn minh của thế giới, và học sai thì làm sai. Còn tuổi trẻ nước ngoài cũng vậy, tuổi trẻ nước ngoài thì tốt tốt quá, sống trong cái nơi tốt quá thì cũng vẫn bị cái bọn mà cộng sản miền Nam nó đi theo người dân miền Nam của chúng ta, và nó núp dưới cái lá cờ vàng ba sọc đỏ, nó lợi dụng cái lá cờ vàng ba sọc đỏ chúng ta, nó đưa ra những tiếp tục những cái chương trình của nền đại nghị cộng hòa để mà nó lường gạt con cháu Việt Nam ở hải ngoại. Cho nên cái ngày về của Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa không phải chỉ giúp cho tuổi trẻ Việt Nam, không phải chỉ giúp cho quốc nội, mà còn làm sáng mắt những người lớn đã ở hải ngoại, đã ở vùng tự do rồi mà cũng vẫn bị lường gạt, vẫn bị lường gạt.
và cũng cứu cho tuổi trẻ hải ngoại không trở thành những cái công cụ của bọn cộng sản hải ngoại. Chúng ta phải thấy được cái giá trị của sự thành công của nền đại tam Việt Nam Cộng Hòa, không những chỉ giúp cho quốc nội hải ngoại mà còn giúp cho cả thế giới luôn. Vì nếu mà chúng ta không trở về, chúng ta không chiến thắng, chúng ta không nắm lại chủ quyền đất nước Việt Nam, thì bọn Tàu Cộng nó sẽ dùng cái hai cái đảo của Hoàng Sa và Trường Sa của chúng ta là cái bàn đạp để chúng nó từ từ lũng đoạn các quốc gia và biến các nước này trở thành cộng sản quốc tế. Cho nên cái ngày về của chúng ta nó rất là quan trọng, mà người dân quốc nội hay hải ngoại cũng vậy. Đã được ngày chuẩn bị cho mọi người đều có công với đất nước hết. Ngài muốn ai cũng có công với đất nước hết, để chúng ta hãnh diện với thế giới, để cho thế giới thấy được cái sự thông minh của dân tộc Việt Nam không bao giờ bị cộng sản hóa. Do đó cái hệ thống trưng cầu dân ý này là một cái chìa khóa vàng cho mỗi người dân Việt Nam chúng ta. Ai cũng có công với đất nước hết. Vì khi chúng ta trưng cầu dân ý là chúng ta là công dân của Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa, thì chúng ta mới được hưởng tài nguyên quốc gia, được cho nhà nếu mình không có nhà, rồi được bảo vệ cái đời sống từ y tế đến trường học và đến xã hội. Đồng thời cái lượng phí của chúng ta cũng giúp cho thế giới nhìn ra cái sự đoàn kết của dân tộc Việt Nam và cái sự thông minh của con người Việt Nam chúng ta trước cộng sản. Các bạn trưng cầu dân ý là nó có hai cái lý do đó. Khi cái lượng phí chúng ta nhiều chừng nào thì tức là chúng ta thể hiện chúng ta còn nhiều người Việt Nam không có bị cộng sản hóa. Và đồng thời chúng ta cũng cho thế giới thấy được trí huệ của Ngài Đại Đức Quốc Công Tổng thống Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa Đại Minh Quân rọi sáng vào con người Việt Nam chúng ta được bao nhiêu người. Cho nên cái việc trưng cầu dân ý của chúng ta nó rất là quan trọng. Dù rằng Ngài đã đơn giản toàn bộ cho người dân Việt Nam, ai cũng làm được hết. Nếu các bạn nhìn ra, không bao lâu nữa chúng ta sẽ trở thành một quần lý của Tàu Cộng và trở thành những người tù trên chính quê hương của mình. Và chính chúng ta là cái người diệt cái chủng tộc của chúng ta. Vì vậy nên tại sao chúng tôi phải nói hoài luôn, và đến khi mà về trong nước cũng vậy, cũng phải nói hoài. Tại vì mỗi lần mình nói đó thì người dân hiểu được một chút, và mình nói nhiều, nói hoài đó thì gọi là mưa lâu thì thấm đất. Thì cái trí huệ của cái người Việt Nam bị cộng sản từ 80 năm của miền Bắc và hơn 40 năm của miền Nam mới được lan tỏa ra, và nó ngấm vào cái con người Việt Nam chúng ta, thì chúng ta mới hoàn toàn là người Việt Nam chân chính. Chúng ta mới có một cái sức mạnh và cùng nhau đoàn kết học hỏi những gì Ngài đã cho chúng ta qua thập bát thức, qua bảy bàn người Việt chân chính, qua quấn thị điều hành và qua tiểu sử của Ngài, để chúng ta thấy được những cái sự thành công của Ngài đều do Ngài là người chân chính hết. Các bạn kiểm lại tất cả những sự thành công trong tiểu sử của Ngài Đức Quốc Công đều do cái sự chân chính của Ngài hết, đều do cái sự thương yêu của Ngài hết. Ngày hôm qua thì bên Pháp này họ cũng có chiếu cho chúng tôi nghe về cái ngày 8 tháng 5 là cái ngày mà Đức Quốc xã bị tan rã ở trên nước Pháp đó. Thì chúng tôi có cơ hội nhìn cái cuộc chiến này nó kéo dài tới 5 năm mới đuổi được cái tụi Đức này ra khỏi cái nước Pháp. Mà trong khi đó
người dân Pháp vẫn còn trên quê hương của họ, và họ được tất cả các nước của Liên hiệp châu Âu ủng hộ, mà ngay cả cái một đại cường quốc của thế giới là nước Mỹ, mà phải 5 năm mới đánh đuổi được cái lũ Đức này ra khỏi cái đất nước của họ. Thì chúng tôi nghĩ nhìn nhìn lại cái đất nước của mình đó, mình cũng bị nó sáp nhập 95% rồi, mà người dân mình không có một cái sự đóng góp nào hết, và cũng không có được một cái nước nào giúp đỡ trực tiếp như cái mà nước Pháp của cái thời mà bị phát xít Đức hết trơn. Mà chúng ta chỉ có một ngày Đại Đức Quốc Công gồng gánh tất cả cho dân tộc Việt Nam để mà duy trì cái nền đề nghị Cộng Hòa, thì chúng ta phải biết Ngài đã gồng gánh tất cả cho Việt Nam nói riêng và nhân loại nói chung bằng cái trí huệ của Ngài. Thì chúng ta phải đóng góp chứ, đặc biệt là người dân Việt Nam chúng ta, nhất là người quốc nội, các bạn là những người đang trực tiếp với Cộng sản. Các bạn phải nghe những cái lời huấn từ của Ngài, các bạn phải biết những cái diễn tiến trong tương lai của đất nước Việt Nam chúng ta, và phải thấy được Cộng sản Việt Nam và Cộng sản thế giới đang bị thu gọn quyền lực trước trí huệ của Ngài Tổng thống Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa Đặng Minh Quân. Thì các bạn sẽ có một sự tự tin. Hồi đó là mình đâu có dám mà nói vô cái đồn công an, mà dám nói cái gì, thấy không? Còn bây giờ họ mời lên những người anh hùng của nền Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa đều sẵn sàng chấp nhận, chúng tôi là công dân của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi đã trưng cầu dân ý, chúng tôi không phải làm cái chứng minh nhân dân mà cứ gắn chip này để làm gì hết trơn đó. Nó đâu có làm được đâu. Chính người dân ngày hôm nay đã nói thẳng vào mặt công an như vậy: chúng tôi là công dân Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi đã trưng cầu dân ý, chúng tôi không cần những cái thẻ căn cước gắn chip này làm cái gì. Và nếu Cộng sản còn quyền lực thì tại sao những thông cáo của chính phủ đưa ra không có một lời phản biện nào hết? Ngay cái tàu cộng nó cũng im thinh thích luôn, thấy không? Thì người dân phải nhìn ra là Cộng sản Việt Nam và tàu cộng đang bị thu gọn quyền lực, mà thừa thắng xông lên. Khi mà nó mời mình lên rồi nó cũng mời mình về, mà những người của thành viên của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời còn dạy cho nó biết về cái bộ mặt thật của cái tên Tàu Cộng Hồ Chí Minh, là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam chúng ta, là không phải là ông Nguyễn Ái Quốc. Những thành viên của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, khi mời lên phường, người ta đều dạy cho chúng nó biết cái nguồn gốc của cái tên Tàu Cộng Hồ Chí Minh này. Đó. Và họ phải chấp nhận là đúng, vì tất cả những thông tin của chúng ta là nói công khai chứ đâu có giấu. Tất cả những thông tin đều ghi địa chỉ của chính phủ và thông cáo số mấy, ngày mấy, văn kiện ở đâu đều có hết. Mà tại sao bọn Cộng sản Việt Nam nó không dám phản biện? Tại sao nó biết nói là ngày là khủng bố? Mà bây giờ sau khi mà tòa đại sứ Mỹ ở Hà Nội khẳng định là chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời không phải là khủng bố, thì nó cũng câm cái mồm nó lại. Và chúng ta có rất nhiều thông cáo nói về Cộng sản Việt Nam, và ngay cả cái tên Tập Cận Bình luôn. Tại sao chúng nó không có lên tiếng phản biện? Người dân phải nhìn ra những cái điều đó, là chúng nó đang bị thu gọn quyền lực. Vì Ngài rất là nhân từ, Ngài không có muốn mà làm một cái chuyện gì mà cho ai phải thiệt hại hết. Đặc biệt là Cộng sản Việt Nam là người Việt Nam, và những người anh em Cộng sản Việt Nam chúng ta
không phải tự ý họ nghĩ ra những cái cách nào để mà hại dân bán nước, mà đều chịu cái sự kèm kẹp của Tàu Cộng. Vì cho nên ngài mới có những cái thông cáo là sau ngày 16 tháng 2 1991, tất cả những văn kiện gì mà Cộng sản Việt Nam ký với bất cứ một đất nước nào, một cái hợp đồng nào, nó đều vô giá trị. Chúng ta phải nhìn thấy cái sự mà lo xa và chính xác của ngài Đại Đức Quốc Công kính yêu của chúng ta. Nếu mà ngài không có ra cái thông cáo là tất cả những cái văn kiện của Cộng sản vô giá trị đó, thì bây giờ làm sao mà chúng ta đòi lại được những cái gì mà Cộng sản đã ký với Tàu Cộng? Người dân có nhìn ra những điều đó không? Và tại sao ngài viết ở trong hiến pháp những cái điều danh dự nhất cho dân tộc Việt Nam chúng ta? Là tại vì ngài biết ngài sẽ làm được những cái điều mà có lợi cho đất nước, có lợi cho con người. Nên khi mà đầu tiên chúng tôi đọc hiến pháp á, chúng tôi cũng giật mình luôn á. Và chúng tôi cố gắng theo dõi thì những cái sự thành công của Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa đó là những cái bằng chứng cho chúng ta thấy đúng là dân tộc Việt Nam chúng ta là như vậy. Ngày hôm qua đó chúng tôi đọc cái đoạn mà gọi là cái võ kiếp tư tưởng của mình đó, đây này, cái chỗ này nè, đó rồi. Cho nên chúng ta phải hãnh diện mình có một ngày Đại Đức Quốc Công, Tổng thống Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa trí huệ thần kỳ như vậy mới cứu được dân tộc Việt Nam và đưa cho chúng ta những cái bài học kinh nghiệm để sau này chúng ta đều là những đàn minh quân trong tương lai. Đây nè, không phải ở vị trí, không phải ở vị thế địa lý, chính trị, quân sự, kinh tế hay các mỏ khoáng, mỏ dầu có trữ lượng lớn nhất thế giới, mà là vị thế văn hóa, là cái nôi của văn minh nhân loại. Đây là một khám phá không phải mới mẻ, mà đã được truy tầm và nhìn nhận như một bí mật của thứ võ khí tư tưởng cực kỳ linh thiêng, tối thắng trong việc khôi phục lại quốc đạo và thần thế của toàn dân tộc Việt Nam và nhân dân Việt Nam trong vị trí Đông Á có trên toàn thế giới. Đây là những lời vàng ngọc mà ngài đã cho chúng ta trong hiến pháp. Và ngày hôm nay cái đơn kiện 38.000 tỷ đã chứng minh cho chúng ta thấy cái sức mạnh tư tưởng của dân tộc Việt Nam qua cái trí huệ của ngài. Thì bây giờ là coi như là ngài đã làm sẵn hết trơn rồi, ngài đã cho chúng ta hết rồi, và ngài cũng không có sống hoài để mà làm hoài cho chúng ta. Chúng ta có bổn phận phải học và phải thực hiện những gì ngài đã dạy cho chúng ta. Ngài không muốn giống như là Chúa và Phật ngày trước đưa ra những cái nguyên lý để mà giúp cho tín đồ rồi không may phải phải viên tịch, rồi không có nhìn thấy được cái kết quả sau bao nhiêu năm người dân mới nhìn ra, người đàn con người mới nhìn ra về cái chân lý của Công giáo và Phật giáo, mà ngài muốn chính ngài nhìn thấy được cái sự cố gắng của dân tộc Việt Nam và thế giới. Ngài muốn nhìn thấy cái kết quả đó. Vậy cho nên giống như chúng ta đi học vậy đó, thì mình ra trường mình phải tự mình dùng cái trí tuệ của mình để mà mình làm việc. Thì ví dụ như bây giờ cái khóa học này đó có 50 người, mà ra trường thì 40 người hay 45 người đều thành công hết, thì cái người thầy mình mới mừng mới vui, chứ đâu phải người thầy đi theo 50 cái người học trò này mà giúp cho từng người, thấy không? Đó, thì ngày hôm nay cái người dân Việt Nam chúng ta phải nhìn ra ngài đã làm cho chúng ta thấy hết rồi.
Trong khi hồi đó mình chỉ yêu, chỉ cầu xin trời Phật giúp cho mình là thoát cái họa cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá thôi, và không có bị trở thành một quản lý của tàu cộng thôi. Mà bây giờ chúng ta không những không trở thành quản lý của tàu cộng, thoát được cái họa cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá, mà chúng ta còn được mỗi người công dân Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa được tàu cộng nó phải đền 10.000 đô la nữa, chưa kể tiền dầu hỏa, chưa kể tiền tài nguyên quốc gia sau này. Mà một cái xã hội văn minh trước thế giới thì chúng ta phải hành động thôi. Và cái điều mà gần nhất là chỉ cần trưng cầu dân ý để chúng ta có một cái hệ thống, mình có bao nhiêu người của Đại Tam Cộng Hòa, để mà ngài mới biết, ngài mới lo, thấy không? Tất cả ai đến với ngài đều được bảo vệ hết. Chúng ta phải tuyệt đối tin tưởng điều đó và thực hiện những gì mà ngài đã cho chúng ta. Người nào học giỏi thì được lãnh phần thưởng cao, người nào học vừa vừa thì được lãnh phần thưởng ít, ví dụ vậy, thấy không? Đó, nhưng mà bổn phận của chúng ta là phải cho ngài thấy cái sự cố gắng của chúng ta, để cho ngài yên tâm và ngài hãnh diện và ngài vui mừng sau cái mà công sức của mình phải hy sinh tới cái mức độ mà cô bằng không còn cái gì hết trơn, gia đình vợ con cuộc đời không có gì còn cái gì hết á, thì phải có một cái kết quả nó tương xứng như vậy chứ. Và khi chúng ta thực hiện được những gì ngài đã cho chúng ta, tức là chúng ta đã đền ơn ngài rồi đó. Rất tiếc là ngày hôm nay chúng ta không có đọc được cái thông cáo nào hết, vì mình lên trễ quá. Thì chúng tôi xin lỗi và sẽ cố gắng đọc lại những cái thông cáo quan trọng hoặc là cái bức tâm thư của ngài cho người dân chúng ta luôn luôn biết được ngài lúc nào cũng ở trong tâm của chúng ta đó. Ngài lúc nào cũng ở kế bên chúng ta đó. Ngài lo cho chúng ta từ ly từ tí, ngài chuẩn bị cho chúng ta toàn bộ, thì chúng ta phải thực hiện thôi. Chứ còn hồi đó ngài đâu có ai cho ngài đâu, thấy không? Đâu có ai cho ngài đâu. Ngài chỉ là tự tự đi tìm kiếm, ngài lo một mình ngài. Còn bây giờ chúng ta đã được ngài cho hết rồi, thì tại sao chúng ta không chịu học và làm cho ngài vui, phải không? Đó. Chúng tôi muốn tìm một cái gì ngắn ngắn để mà đọc cho quý vị nghe. Để mà trước khi mà mình tạm biệt nhau đó, thôi thì bây giờ chúng ta sẽ đây kỳ vậy đó. Thôi bây giờ chúng ta chỉ có là dâng cao ba cái lời thề son sắt và đọc một bài thơ, hai bài thơ về của ngài, để mà trước khi chia tay nhau thì chúng tôi vẫn luôn xác định là hai cái bài thơ mà Vận nước và cái bài thơ Tuồng Nghĩa Đường đó, là hai cái bài thơ đó đã cho chúng ta thấy từ cái giai đoạn đầu tiên khi ngài nhận trọng nhiệm thủ tướng, với cái ước mơ của ngài, với cái sự mà mong mỏi của ngài cũng đều mong toàn dân hiệp lực hết quê đó. Thì cái bài thơ Tụng Nghĩa Đường cũng vậy, cái đoạn cuối cũng vậy, cũng tất cả đều mong người dân hiệp lực thì mới khải hoàn khao. Như trong cái bài thơ Vận nước đó là đường đời lộng gió nước giao giao, dân tấm lòng son chẳng tự hào, tổ quốc hai vai lòng trúc bạch,
giang sang một gánh dạ hồng đào. Tri âm cụ ước cùng chung sức, minh đạo tân dân tụ đỉnh cao. Hữu chí cảnh thành cơ nghiệp tạo, toàn dân hiệp lực khải hoàn cao. Lúc nào cũng phải toàn dân hết, vì đất nước là của chung đâu của riêng ai. Và cái bài thơ tụng cái đường cũng vậy, khi về một cái sa mạc hoang vu như vậy mà ngài mừng, vì ngài biết được đó là một mẹ Việt Nam thứ hai có thể nuôi dưỡng bảo bọc cho những đại hiếu tử của mẹ Việt Nam trên con đường phục quốc và kiến quốc. Chúng ta có hai người mẹ, một người mẹ ruột thịt là chúng ta không có cái đất để mà nương thân quê, và chúng ta có một người mẹ thứ hai là tụng cái đường, là cái nơi bảo đảm nhất cho chúng ta mới đi đến cái ngày thành công ngày hôm nay. Ta trở về đây tuệ ngát hương, đồng cô hồ cạn luyện tâm thường. Nắng sương thử thách anh hùng chí, gió cát thi gan tụ nghĩa đường. Gấp một cành khô gom tám hướng, chồi non lá trổ thắm muôn phương. Đợi chờ quốc lệnh cờ đào phất, ngũ sắc đưa rồng hội cổ hương. Bây giờ chúng ta đang tập trung dồn quốc lực đến cho ngài qua cái lần phiếu, thì chúng ta chỉ còn đợi ngũ sắc đưa rồng hội cổ hương mà thôi. Chúng ta phải thấy trước 30 năm ngài đã cho chúng ta biết những cái điều như vậy, và những điều đó đang đến trên quê hương Việt Nam chúng ta. Vì vậy cho nên chúng ta cũng phải nhớ ba lời thề son sắt, là dân tộc Việt bất khuất, cương thổ Việt bất phân, và nhân dân Việt bất ly. Chúng ta tin tưởng tuyệt đối vào thần trí của ngài, và cùng nhau đoàn kết để mà đồng hành trưng cầu dân ý, cho ngài mau về thì chúng ta mới được quyền lợi, và chúng ta mới không trở thành một quân lỵ của Tàu Cộng và đuổi Tàu về phương Bắc. Chúng tôi đại biểu Ngọc Nguyễn trân trọng kính chào ngài Đại Thiên Sứ Đại Quốc Công, Tổng thống Thủ khoa Toàn phần Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa Đặng Minh Quân, và ngài Đệ Nhất Phu Nhân với tất cả những người Việt yêu nước, tuổi trẻ Việt Nam và các bố mẹ các em bé tí. Chúng tôi kính chúc tất cả người Việt Nam chúng ta hân hoan khi mình là chủ nợ của Tàu Cộng và chủ nợ của Cộng sản Việt Nam, mà nhanh chóng trưng cầu dân ý để được quyền lợi. Xin hẹn ngày mai. Bye bye. Đi khi quê cô hồng.